Việt Nam Xanh xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Hiền Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình Việt Nam Xanh ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 là hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương, kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương, cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương vì một đại dương xanh và bền vững. Gắn với chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2024, thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 là quản lý sử dụng bền vững không gian biển. Bởi biển đảo và đại dương có vị trí và vai trò không thể thay thế trong sự phát triển toàn diện của con người và hành tinh. Do vậy, việc bảo vệ và khai thác bền vững các tài nguyên biển là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng đối với mỗi quốc gia trên toàn cầu. Đó cũng là thông điệp mà Việt Nam Xanh muốn gửi tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên, xin mời quý vị cùng đến với mục 7 ngày xanh. Theo ước tính, vào năm 2050, lượng nhựa thải ra đại dương sẽ nhiều hơn cả cá. Thống kê của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Biển Ocean Conservancy của Mỹ, trong số lượng rác thải nhựa bị thải ra biển có 94% rác thải nhựa tập trung ở đáy đại dương với mật độ 70 kg trên km vuông, 1% rác thải nhựa nổi trên bề mặt biển với mật độ 0,74 kg trên 1 km vuông, 5% rác thải nhựa ở gần bờ biển với mật độ 2.000 kg trên km vuông. Theo ước tính, con người có thể ăn 0,5 gam nhựa, tương đương 182 hạt vi nhựa mỗi tuần từ nguồn thực phẩm này. Theo số liệu từ chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP, trong 15 năm qua, khoảng 15% đến 20% các diện tích dạng san hô đã bị biến mất, tập trung chủ yếu ở các khu vực đông dân cư. Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng và ô nhiễm nhựa biển là hai vấn đề chính đe dọa đến các nguồn tài nguyên biển. Các nghiên cứu gần đây cho thấy mực nước biển dâng cao 1 mét sẽ ảnh hưởng đến 11% dân số Việt Nam và 7% đất nông nghiệp. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc nước biển dâng, biến đổi khí hậu được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến 38-46% dân số Việt Nam. Việt Nam là quốc gia biển với đường bờ biển dài hơn 3.260 km và hơn 3.000 hòn đảo, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Biển cho những mẻ cá đầy khoang, những bãi tắm cát trắng trải dài với làn nước biển trong xanh, những nguồn năng lượng dồi dào và là con đường hàng hải kết nối Việt Nam với thế giới. Biển được coi là không gian sinh tồn, phát triển và an ninh của dân tộc. Phát triển kinh tế biển đã khó, giữ biển xanh để phát triển bền vững lại càng khó hơn. Nhiều người dân và cả chính quyền của các tỉnh ven biển vẫn đang hàng ngày, hàng giờ bảo vệ môi trường biển để giữ màu xanh bền vững trên vùng biển của mình. Anh Trung là một người dân sinh sống tại thành phố biển Đà Nẵng. Yêu biển và đam mê ngắm nhìn hệ sinh thái dưới đáy biển, anh thường lặn dưới độ sâu từ 10 đến 12 mét để chụp những loài san hô. Quanh bán đảo Sơn Trà có hơn 100 loài san hô. Mỗi lần dạo chơi xuống biển chụp san hô, anh Trung đều tranh thủ nhặt rác. Mang lên bờ từ 10 đến 12 kg rác là vỏ chai, vỏ lon bia hay lưới cũ cũ. Với cái tình yêu thiên nhiên của mình thì mình đến với thiên nhiên, đến với biển, đến với Sơn Trà, biển như là cuộc sống của mình. Thì mình là những người tiên phong đi xuống dưới nước và nhặt rác dưới nước, tại vì không phải ai cũng thấy được rác ở dưới nước như thế nào. Những cái phần rác mà trôi nổi trên nước nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và cái rác thật sự ở dưới nước nó chìm rất là nhiều, và chính vì đó là mình đã tiên phong làm những cái việc nhặt rác dưới nước. Cách Đà Nẵng không xa, Cù Lao Chàm được mệnh danh là hòn ngọc xanh của biển cả, là niềm tự hào của người dân tỉnh Quảng Nam. Sau 10 năm được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, Cù Lao Chàm không chỉ bảo tồn được nguyên vẹn giá trị của hệ sinh thái rừng, biển, mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của Quảng Nam và của cả khu vực miền Trung. Bởi chính giá trị mà cả người dân nơi đây mang lại, họ cùng đồng lòng loại bỏ ống hút nhựa, túi ni lông trong cộng đồng để bảo vệ môi trường đảo. Là xã đảo đầu tiên của cả nước là nuôi không với hàng túi ni lông. Từ khi mà được Helix 9 thì được UNESCO công nhận là khu di sản sinh quyển thế giới của lũ Tràm. Từ lúc đó là địa phương đó, trước đó địa phương mới phát triển manh nho và du lịch, mà sau khi được công nhận thì phát triển du lịch địa phương là có nhiều bước vượt bậc.
Việt Nam có ngư trường đánh bắt rộng lớn trong khu vực với hơn 2.000 loài cá, trong đó có hơn 130 loài có giá trị kinh tế cao. Biển Việt Nam được xem là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học biển của thế giới, với 35 loài khoáng sản quý nằm trong lòng biển. Biển mang lại tài nguyên và cuộc sống bền vững cho chúng ta trong suốt hàng nghìn năm qua. Và cứ thế, dọc chiều dài của đất nước, không ít người vẫn ngày đêm gắn bó với biển, bảo vệ biển cả bao la, bảo vệ không gian sinh tồn và đón nhận những món quà quý giá mà biển cả ban tặng. Thưa quý vị, đại dương chiếm 72% diện tích trái đất và cung cấp một nửa lượng oxy và hấp thụ hơn 90% lượng nhiệt dư thừa trong hệ thống khí hậu, giúp điều hòa nhiệt độ trên đất liền. Nó chính là hệ thống hỗ trợ sự sống của hành tinh chúng ta. Vậy nhưng trên toàn cầu thì đại dương đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng và nhiều rủi ro do biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường. Đồng quản lý tài nguyên biển nâng cao hiểu biết và hướng đến phát triển một đại dương bền vững. Một trong những đề xuất từ UNDP, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc nhân ngày đại dương thế giới năm nay. Trong mục câu chuyện xanh ngày hôm nay, đại diện UNDP tại Việt Nam cũng đã dành thời gian chia sẻ về câu chuyện bảo vệ biển và đại dương của chúng ta. Hiện có khoảng 30 triệu tấn rác thải nhựa đang tồn đọng trong đại dương và 109 triệu tấn khác tích tụ ở các dòng sông, nơi sẽ dẫn ra biển lớn. Quản lý và sử dụng bền vững đại dương và không gian biển sẽ là yếu tố then chốt để xây dựng một tương lai thịnh vượng và bền vững. Năm 2022, UNDP đã cho ra mắt ấn phẩm hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển. Nghiên cứu đã cho thấy nếu áp dụng kịch bản kinh tế biển vào năm 2030, ước tính GDP của Việt Nam sẽ tăng 34%, tương đương 23,5 tỷ đô la Mỹ. Và GNI bình quân đầu người sẽ tăng 77,9%, tương đương 7.100 đô la Mỹ so với kịch bản thông thường. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện với VTC1. Ông có thể cho biết thêm rằng là những cái tồn tại trong việc là nhận thức tầm quan trọng của đại dương mà chúng ta đang gặp phải là gì không ạ? Con người chúng ta sống trên đất liền và thường quên mất những đại dương bao la ngoài kia. Biển giúp hấp thụ carbon. Tuy vậy, biển cũng là một phần của bức tranh đang thay đổi do biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu, dẫn đến mực nước biển dâng cao. Vì vậy, việc cân nhắc tới vai trò của đại dương là rất quan trọng. Những tác động tích cực của nó đối với sinh kế của nghề cá, đối với thiên nhiên và cả những mối đe dọa mà nước biển dâng cao gây ra cho sinh kế. Tôi nghĩ Việt Nam có đường bờ biển dài 3.000 km. Vì vậy, có rất nhiều việc cần phải làm. UNDP hiện đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề quy hoạch không gian biển. Điều quan trọng là chúng ta cần biết khu vực nào của đại dương có thể được sử dụng cho các hoạt động gì. Biển cả là nơi có nguồn gió dồi dào. Vì vậy, chúng ta có thể tận dụng tiềm năng này để phát triển điện gió ngoài khơi. Liên quan đến quy hoạch không gian biển, việc thiết lập các khu bảo tồn biển là điều cần thiết. Chúng ta cần bảo vệ những vùng biển nhạy cảm. Vừa qua, Việt Nam đã khởi động kế hoạch tổng thể ngành thủy sản, trong đó có phân vùng khai thác. Điều quan trọng là chúng ta cần tạo ra không gian cho tự nhiên phát triển. Với hoạt động cho Ngày Đại dương Thế giới năm nay, thì không biết UNDP đã có những kinh nghiệm, kiến nghị hay là những dự án nào sẽ thực hiện cùng với Việt Nam để tạo nên những hành động thiết thực, bảo tồn cũng như là phát triển bền vững đại dương không? Một trong những vấn đề đáng quan ngại hiện nay là rác thải nhựa trên biển. Tại Quy Nhơn, chúng tôi có một sáng kiến kêu gọi ngư dân thu gom rác thải nhựa trên biển và mang về bờ thay vì vứt bỏ xuống biển. Giáo dục môi trường đóng vai trò then chốt giúp mọi người hiểu rõ về tầm quan trọng của đại dương và trách nhiệm bảo vệ môi trường biển. UNDP sắp tới khởi động một dự án về các cộng đồng thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án này được tài trợ bởi Canada và triển khai tại 3 tỉnh Bình Định, Sóc Trăng và Thừa Thiên Huế. Tại Việt Nam, chương trình tài trợ nhỏ của UNDP đã triển khai mô hình đồng quản lý, nơi mà cộng đồng ngư dân đóng vai trò tích cực trong bảo vệ nghề cá và bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời, họ cũng có thu nhập chính thức thông qua hoạt động này. Hình thức này được gọi là đồng quản lý. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
không nằm ngoài xu hướng phát triển kinh tế biển xanh của thế giới, Việt Nam đã và đang xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế biển xanh trong nhiều năm qua. Hạn chế đánh bắt khai thác cạn kiệt tài nguyên biển, nuôi biển công nghệ cao thay thế các lồng bè nuôi truyền thống, không ảnh hưởng đến môi trường biển. Sau thành công của giai đoạn nghiên cứu ở phòng thí nghiệm và nuôi thử nghiệm, Việt Nam đã đi trước so với nhiều nước ở Đông Nam Á trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên biển với áp dụng công nghệ lồng nuôi biển SGPE. Quý vị khán giả hãy lưu nhớ khung giờ của chương trình Việt Nam Xanh 22 giờ thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC1. Chương trình được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 3, thứ 5 và chủ nhật hàng tuần trên kênh VTC1. Mời quý vị chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.